Phải biết phối màu để cho nó giống cái màu, cái chất liệu thiệt. Cái này thì trong cái điều kiện bình thường thì nó khoảng mười mấy, 20 năm là mình. Thưa các bạn, những hình ảnh các bạn vừa xem là mô hình nhà bè, chiếc xuồng và mô hình ngôi nhà gỗ do anh Cao Tấn Để ở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới làm ra. Ngôi nhà này là do anh mô phỏng lại giống với căn nhà của anh đang sinh sống. Đây là mô hình ngôi nhà bắc tám. Anh đặt tên cho mô hình này là ngôi nhà bắc tám là do anh mô phỏng lại căn nhà của cha mẹ mình hiện nay đang sinh sống tại Mỹ Hội Đông các bạn. Mục đích chủ yếu là mình dựng lại để mà khi sau này mình có đặt bỏ để mình dỡ bỏ để mình xây cái nhà mới thì mình có cái kỷ niệm trong mình để mình lưu lại cho em cháu nó sau này. Ngôi nhà có chiều dài 80 cm, ngang 45 cm, rộng là 40 cm. Các bạn xem từng chi tiết nhỏ nhất như là mái lập tôn, cột gỗ kết hợp với vách tường thì được anh Để làm bằng thủ công rất là tỉ mỉ. Là mình sẽ đo cái căn nhà thực tế, sau đó mình sẽ lên máy tính để mà mình tính cái tỷ lệ ra, tính tỷ lệ theo cái tỷ lệ mình quy ước. Lúc đó mình mới vẽ cái mô phỏng ở trên máy tính, mình cho cái kích thước nó có sẵn hết rồi mình mới cắt cái vật tư để mình làm theo. Cái mặt trước này nè anh, với lại nguyên cái vách bên đây, với lại mấy cái phần thiết, phần ton. Cái này là thiết nè, còn đây là ton, tức là thiết thì nó có sắt, còn ton thì nó là ton lạnh nên nó không có bị sét. Phần này là thực tế trên lầu, trên nóc nhà là nó sét thiệt. Mấy cái này là nó sét hết nè, còn cái này là cái phần ton lạnh nên nó không có bị sét. Bê tông thì mình cũng sử dụng cái chất liệu là phơm rồi sau đó mình sẽ sơn màu lên. Cái này là được làm từ phơm ba ly. Mình sẽ cắt nó theo cái tỷ lệ của cái cửa sổ, sau đó mình sẽ vẽ lên, mình dùng sơn để mình vẽ lên. Đóng được chưa? Không, anh em dán cố định luôn rồi, sợ nó rớt á. Còn đây là hàng ba, hay còn gọi là phần hành lang phía trước ngôi nhà, cách gọi rất quen thuộc của người dân Tây Nam Bộ. Phía trong đây có bộ thang luôn nè. Đây là cửa sổ mini. Qua đây là mô hình nhà bè. À, tại ở nhà vợ trên Châu Phong, gần ở làng bè Châu Đốc đó, cái cũng hay thường qua bên Châu Đốc chơi rồi thấy cái làng bè mà nó nằm ở dưới chân cầu Cồn Tiên á, thấy nó đẹp quá rồi cái mình mới nãy xin ý tưởng là mình làm một cái nhà bè. Mô hình chiếc xuồng và nhà bè này á, chúng ta dùng để trang trí ở trong hồ thủy sinh. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì để lại số điện thoại của mình ở phía dưới phần bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với anh Để thông qua số điện thoại mình có để ở trong phần mô tả. Các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp với anh Để nha các bạn. Còn đây là mô hình một chiếc phà, mô hình này trong giai đoạn hoàn thiện. Tại vì mỗi ngày mình đi làm đi qua cái bến đò gạch gọc thì nó cũng xài chiếc phà tương tự như vậy nè, ngày nào nó cũng đập vô mắt mình hết nên mình cũng nảy sinh ý tưởng là mình làm để mô phỏng lại. Biết đến mình nhiều hơn thì mình cũng cảm thấy là vui và mình cũng mong muốn là mình sẽ phát huy, mình làm được thêm nhiều cái mô hình hơn nữa để mà nó lưu giữ lại nhiều
cái kỷ niệm, cái hiện vật trong mỗi người. Vừa rồi các bạn vừa xem những mô hình thu nhỏ của anh Cao Tấn Để ở xã Mưa Đông, huyện Chợ Mới. Các bạn thấy mô hình này như thế nào? Hãy để ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nha các bạn. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.